Thực hiện giãn cách nghiêm ngặt theo nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, khu dân cư số 12, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ đã triển khai mô hình cam kết nhà cách ly với nhà đối với hết tất cả các hộ dân trong khu dân cư. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận trước 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021. Cán bộ khu dân cư, thành viên tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng, tranh thủ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm quyết định số 2788 theo nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú. Đồng thời dán trước cổng cửa các hộ dân bản cam kết nhà cách ly với nhà. Chúng tôi triển khai một cái mô hình với hộ dân nhà cách ly với nhà, mọi người dân không ra khỏi nhà, thực hiện đúng cái quyết định của thành phố. Đặc biệt là đối với các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố là có Zalo kết hợp với các cái thông tin đối với 100% hộ dân. Đấy, là có Zalo thông tin để là gì? Ông tổ trưởng tổ dân phố chịu trách nhiệm trong thời gian 7 ngày. Cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền đến người dân và thông báo đến người dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cam kết mọi người dân không ra khỏi nhà. Trước đó, khu dân cư số 12 đã triển khai thực hiện thiết lập vùng xanh, vùng an toàn không có dịch. Vì vậy, người dân đều chấp hành và tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. Ghi nhận hình ảnh từ tổ phòng chống COVID-19 tại khu dân cư, ngay sau 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021, tất cả người dân trong khu vực này đã chấp hành nghiêm việc không ra khỏi nhà, nơi cư trú, đường xá hoàn toàn vắng vẻ.